chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một câu chuyện về tệ nạn cờ bạc, một tệ nạn mà đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi không nói đến việc các đối tượng của xã hội tham gia trò chơi này như thế nào, mà chúng tôi chỉ xin đề cập đến việc một số bộ phận công chức tham gia bài bạc. Có thể nói rằng những người mà thay vì 8 tiếng làm việc chăm chỉ ở cơ quan, họ lại dành khá nhiều thời gian trong 8 tiếng đó để tham gia vào những cuộc sát phạt đỏ đen. Nếu như chúng ta hỏi rằng hôm nay anh làm việc gì, có thể họ không nhớ, nhưng họ lại có thể thuộc lầu lầu một câu rằng cơ quan tôi rôm rả chuyện cờ đề, sáng đánh tiến lên, chiều chơi tá lả. Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đến một cơ quan để xem rằng thực hư mọi chuyện diễn ra như thế nào. Này, sếp đi bán rồi, triển khai đi. Ôi, ôi, triển khai đi, tôi đã nói rồi mà, mọi người không có tin gì cả. Ôi, này, này, không, đâu, tôi bảo, đánh ở trong này nguy hiểm lắm. Nhỡ lão Trương lão về bất ngờ thì làm thế nào? Bây giờ nhá, tất cả bọn mình ra quán ông bà hay là ngồi quán bà giới cũng được. Không được. Phòng có 4 đứa thôi. Bây giờ cả 4 đứa cùng té đi, có mà vườn không nhà trống thì nghĩa lộ hay đã. Đúng rồi, không được đâu. Này, theo tôi nhá, đóng cửa chốt trong vô tư đi. Không cần phải chui rúc như thế, cứ chia bài đi. Chắc là không phải lão Trương đâu, để tôi ra tôi giải quyết cho. Cứ chia bài đi. Cái gì đấy? Báo cáo anh, em ở dưới cơ sở lên hỏi về cái văn bản thông báo. Thôi. Đây, tôi bảo này, phòng hôm nay đang bận họp đột xuất, có gì tuần sau quay lại tôi giải quyết nhá. Báo cáo anh, nhưng mà... Thôi khổ quá, tôi đã bảo là bài đang đẹp. Không, đang bận họp, đang hay nhá. Thế cho nên là tôi đã bảo tuần sau còn bao nhiêu đơn vị khác còn... Chờ hẹn tuần sau mà. Thôi cứ về nhá. Tuần sau quay lại nhá. Vâng. Ừ. Thế chịu khó tí nhá. Ừ. Thế nào nhỉ? Đánh thế nào nhỉ? Mọi người cho ý kiến đi chứ. Như mọi khi. Ăn 10 chốt hạ 20. Này. Nhưng mà không có nợ nần trần ai gì đâu nhá. Tiền tươi thóc thật luôn đấy. Ai nợ? Thằng này. Mày chuyên môn đời mạ chứ. Thôi yên tâm đi. Hôm qua vừa chung mấy con lâu rồi. Mất thời gian quá. Này. 9 cơ. 9 cơ à? Anh xin. Ăn nhanh thế. Ok. Ăn luôn à? Ôi, ăn luôn à? Cho mày. Biết. Thằng này láo. Nuốt luôn. Lão Trường. Vâng ạ. Nhân tiện đang treo biển bận họp, mình ra vừa họp luôn nhá. Cất bài đi. Vâng. Ôi giời ơi. Bây giờ nhá, tình hình là thế này. Bây giờ là cậu lại có chờ thì họp đi một chút rồi. Là chúng em chào sếp ạ. Tài liệu không được. Dạ, báo cáo sếp là bọn em họp đột xuất ạ. Họp đột xuất để bàn về cái việc phát triển 6 tháng cuối năm. Thế mà cứ họp mà như thế này thì 6 tháng cuối năm mới vượt chỉ tiêu kế hoạch được sếp ạ. Dạ vâng. Thế họp đến đâu rồi? Trời ơi, mỗi người một ý. Đau hết cả đầu sếp ạ. Tiêu chung lại được chưa đâu rồi mới đâu. May quá, bọn em đang bàn, có anh đến, anh ngồi xuống bàn luôn. Vâng, anh bàn với chúng em luôn. Thôi cậu cứ làm việc đi nhá. Rồi chiều thì tớ góp ý thôi. Thôi anh ơi. Có lẽ là anh cho bọn em ý kiến chỉ đạo luôn đi. Chiều ấy khỏi phải quay lại nữa. Chỉ cái gì bận lắm. À, thế các cậu đã đi đám ma mẹ cầu thắng chưa? Thắng nào nhỉ? Thắng bên phòng hành chính nhé. Thắng mới thay răng giả đấy. Nhưng mà vừa mới năm ngoái em nhìn thấy bà ấy đi chợ mà. Chắc là đúng tử đấy. Một năm có bao nhiêu tháng? Một tháng có bao nhiêu ngày? Năm ngoái đến bây giờ là mấy năm rồi? Thôi, anh em có ý kiến thế này, hay là anh đại diện cho cả tổ, anh đi viếng đi rồi về bọn em lễ quyên sau. Dạ vâng ạ, chúng em lễ quyên ạ. Được. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tất cả đi viếng một lúc rồi về họp tiếp nhá. Đầu giờ chiều tôi kiểm tra. Đáng nhiên đang lành thì chết vào cái giờ này. Không nghĩ được ra cái gì hay hơn là chết. Này, thế mẹ cậu Thắng thọ bao nhiêu nhỉ? Hình như là 71, 72 gì đấy. 71 hay 72 chính xác cơ này. Chính xác là 72, bà là cô họ em. Cô họ mà bây giờ mình biết là chết. Biết. Thì nhiều khi quên. 72. Cháu không bị giả chắc. Cũng đẹp đấy nhỉ.
Sếp ơi, anh đi đâu vậy ạ? Tớ có việc quan trọng, các cậu cứ đi trước đi nhá. Tớ tí đi xe máy đuổi theo nhá. Giờ hơi à? Lùa mọi người lên xe xong rồi biến là nào? Giờ trứng. Ôi trời ơi, này, tôi có ý kiến thế này nhá. Sếp mà không đi ý, thì bây giờ tao ủy quyền cho bác Tài thay mặt tổ mình đi viếng, còn đâu chúng ta tìm chỗ nào kín họp tiếp. Yeah. Ý kiến hay đấy. Yeah. Này, sang vở hói đánh nhá. Bây giờ thế này nhá. Để cho an toàn, mình cứ ngồi trên xe đi khỏi cổng cơ quan đến quán phở hói, mình bảo bác Tài dừng, mình nhảy xuống. Ok. Đi bác Tài ơi. Đi bác. Đánh đi. Bà đánh. Chứ đừng có nghĩa bài đi. Đánh cờ. Bà vớ vẩn. 10 bích. Ăn làm sao được? Nào có ăn không? Nghĩ kỹ chưa? Ôi, sẽ ăn được cho 50.000. Nghĩ kỹ chưa? 10 rô không ăn, ăn làm sao được 10 bích? Thế à? 10 bích. Riêng bà chị ưu tiên 60, còn cả làng 50. 10 tép ăn đi. Xé đôi 10 rồi mình kinh nghe. Tưởng xé đôi 10 mà là rắn à? Sang tiền. Sang tiền. Xuyên khen sợ. Thôi. Này chị ơi, cho em vay chị 5 lít. Tao có mỗi hơn 100, tao cho mày vay tao lấy cái gì đánh? Có cho tiền nhanh lên. Tôi chậm 45. Này đây chậm 20 nhá. Cái gì đấy? Hả? Vừa mới ù được ván thì cả làng chậm thế này à? Thôi chậm. Chơi, anh em với nhau chơi chậm một tí chậm mà kêu cả làng. Vừa ù ván đầu tiên. Ở đây bà chị 60 này. Sáng đây. Không, thôi nghỉ đi. Sao mình rắn thế đây? Này. Đợi đi à? Vừa mới nhất được ván. Vừa sang đây, Đây, không chậm gì hết. Bà chị găm nhỉ? Găm cái gì mà găm? Tiền mừng tuổi của con gái đấy. Nó gửi để mua cái xe đạp cho nó đấy. Thôi được rồi. Ôi sao đây, sao đây? Đá tiền mừng tuổi của con đi cờ bạc. Đây. Chị ơi. Này, giả lại. Cho em vay chị 1T, lát về giảm bằng đô. Nhớ nhá. Cho nó vay. Đấy. Vừa tặng nó. Giả đây rồi, xong. Về nhá. Rồi, giả lại 4,5 chia đi đã, giả sau. Rồi, chia đi. Thế rồi, thế chứ. Giờ trả bù cái lúc thua. Sao? Anh chị ơi, có khi giải tán đi. Các cháu nhà tôi sắp đi học về rồi đấy. Ủa, cháu nó về cho nó lên gác. Được, nhưng mà nó nhìn thấy mình cờ bạc cái này trông nó bệ rạc quá. Rồi, thôi gặp đi, ông đá này. Mai lại chơi. Khổ quá, bọn tôi cắt thổ mà. Mai lại chơi tiếp. Lúc nào thì mình đang vào phơ, tự nhiên đi cắt. Thôi, bây giờ bảo lại này. Thôi, bây giờ này. Thôi, các cháu nó về lại. Thôi, mình đi chỗ khác, kiếm chỗ khác được đi. Thế giả tiền lúc nãy rồi. Được rồi, đừng nhớ. Lại nhanh. 4,5 rưỡi rồi. Rồi. Thế là tôi đủ hết rồi đi nhá. Rồi xong rồi. Gạt vừa nãy ở nhà lão Đạt không phải giếng mình thua nhiều quá. Nhanh lên. Ôi cơ. Từ đằng nào cái này phải quá. Này tôi bảo này, không ai được bỏ tiền thật của mình ra nhá. Sao đấy? Để giữ bí mật, tuyệt đối an toàn, tôi đề nghị là mình chơi bằng cái tiền này. Được rồi. Không bỏ tiền nữa nhá. Không bỏ tiền thật. Từ. Chơi lên bài vội. Sao? Bây giờ thế nào phải quy định đã. Bây giờ như nào đây? À đây, mỗi một tờ này thì tương ứng với cả 10.000 đồng tiền thật. 10.000 đồng rồi để bằng 10.000 nhá. Tất cả nhớ nhá, không có cãi nhau nhá. Nào. 5 nhép này. Ăn 6 nhép đánh 5 nhép. Nhép tỏ lên nữa nhá, cẩn thận đấy. Không ăn. Rồi, cứ để đấy. Cho đi. Chị xin. Chị xin thằng em. Cách xù. Tôi chết. Tôi chết rồi. Lão trưởng đấy. Lão trưởng. Làm thế nào bây giờ hả? Báo họp. Vừa lúc ấy báo họp rồi, làm sao bây giờ báo họp được nữa. Vâng, ra đây. Vâng. Này. Cất đi. Con ra đằng kia. Chú vào đây. Chú mở cái cửa. Bỏ này ra. Mở nhanh đi. Dạ, chúng em mời sếp à. Ôi trời ơi, dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Con chỉ con lại 9 phương trời 10 phương Phật. Con lại chư Phật 10 phương phù hộ độ trì cho chúng con ăn nên làm ra. Công ty chúng con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ em đang nghiên cứu mấy cái bài phóng sự về tham nhũng ạ. Dạ căng thẳng lắm ạ. Nghiên cứu phóng sự mà đọc ngược này. Không, đây là em... Thì đùa với cậu nè. Đâu, dạ, khổ quá, em đọc lúc căng thẳng quá, em đang nghiên cứu chơi cái trò mà đoán chữ đây. Xem có cái bút em mượn cái. Dạ, con Nam Mô A Di Đà. Mà lại cái gì như thế sao? Ôi giời, sếp ơi, em đang thắp hương, khấn là thần tài phù hộ cho công ty ta phát triển đều. Hôm nay mùng mấy mà... Mùng 5. Ta thường khấn là mùng mấy? Mùng 1, 15. Nhưng mà đầu tháng chúng em bận chưa khấn được thì bây giờ em cũng khấn mùng 5. Lần sau khấn nhé. Vâng. Nhớ thắp hương.
Ôi, tắm vào. Bây giờ khấn cái gì ở đấy? Dạ vâng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nhấp nhai nhấp nhổm thế à? Ôi dạ 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 cái gì sếp ạ? Cái gì là cái gì? Sếp tìm một em cái gì với ạ? Ừ, cái gì? À, cái ô, gì nhưng, mà cô đánh rơi mà cô không biết cái, à? Cái gì nó bị rơi ấy ạ? Cô đánh rơi mà cô không biết. Ôi dạ dạ. À dạ dạ em tìm cái nhẫn ấy mà. Đúng rồi cái nhẫn. Thế nhưng mà cái nhẫn của em là nó có hai hạt. Bị rơi mất một hạt ạ. Bây giờ còn có một. Tiếp tục tìm xem có hạt nào xung quanh không nhé. Hay là trời. Ui. Rồi thế này đúng không? Dạ. Rồi đúng con ù của mình. Ui. Nặng. Châu. Dạ. Anh cho châu ba người. Dạ nặng. Ta mà. Còn một chân đây đâu? Dạ. Còn một chân đây ạ. À. Dạ báo cáo sếp em xin phép cho em rút nốt một chân ạ. À. Dạ. Đây. Bắt quả tang nhá. Bắt quả tang các cô các cậu đánh bạc trong giờ hành chính nhá. Ôi giời ạ. Dạ. Tháng này cắt thưởng hết. Ôi giời ơi. Rồi sếp ơi em xin sếp. Chúng em cả tháng chỉ trông chờ vào mỗi cái kỳ thưởng ấy thôi. Mỗi cái kỳ thôi để có tiền mà đánh tá lạc. Đánh gì? Dạ, dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con lạy chín phương trời đừng có bức bách con nhiều quá. Tôi nói cho cô không vợ biết nhá. Trong giờ hành chính mà đánh bạc như thế này mà. À, tức là vi phạm kỷ luật lao động. Dạ. Cái này là tôi sẽ kỷ luật tất. Các cô cậu định biến cái cơ quan này thành sòng bài nhỉ? Không ạ, bọn em chỉ đánh đùa thôi. Đứng ngay trong phòng làm việc. Không. Bọn em chỉ là chỉ thư giãn một tí thôi xong lại làm việc tiếp đi mà. Vâng ạ, vâng, vâng ạ. Nếu như mà sếp mà khiển trách thì thôi bọn em xin lỗi ạ. Sếp với sếp, bọn em xin hứa luôn là bọn em sẽ không tái phạm nữa ở đây nữa ạ. Mà bọn em chỉ tái phạm ở chỗ khác. Cô vừa nói thì nhắc lại nè. Tái phạm chỗ khác là chỗ nào? Tức là ra ngoài nhà xe, vào trong nhà kho. Sang gara ô tô hay là không bảo vệ. Khổ quá sếp lại hiểu nhầm rồi, ý của em ấy không phải là như ý của sếp. Ý của em tức là ý là tức là sếp thông cảm với ý cho ý của mình. Không có ý hiếp gì hết cả. Tất cả đây thôi. Dạ. Riêng cái khoản mà đánh bài mà đánh bằng tiền âm phủ này thì là cực kỳ phải lên án. Dạ sao phải lên án? Thật nặng. Ủa sao mà kỷ luật ạ? Bọn em chỉ đùa, đánh đùa một tí đấy, lấy tiền âm phủ đánh đùa thôi ạ, chứ có dám đánh bằng tiền thật đâu ạ. Đánh bằng tiền âm phủ là phải kỷ luật mà khi phải đuổi việc. Sao nếu mà đánh bằng tiền mặt ấy thì có thể châm trước được. Sao lại thế ạ? Sao thế ạ? Thế là thế nào ạ? Nếu mà có thì tôi làm một chân. À. Cái gì đấy? Thẳng mặt như chó phốc nhưng mà lại còn... Cô cậu chơi bời như thế à? Anh ơi, thì hóa ra là anh cũng cũng thích làm tí ạ. Tớ là không thích cái môn này lắm đâu. Ôi trời ơi! Nhưng mà tớ phải làm một tí để gỡ tiền đề. Thế lại gỡ tiền đề là thế nào ạ? Hôm qua, tớ đánh có 72. Nó về 73 mới đâu chứ. Sao? Đánh 72 ạ? Đúng là cái số tuổi mà bà cụ nhà thằng Thắng Quy Tiên ấy. Trời ơi, khổ. Thì sao lại đi đánh thế? Trời ơi, sếp ơi, nếu mà cái việc đấy thì đáng lẽ sếp phải hỏi em. Âm thầm tẩm bổ xong đi xuống chả nói năng gì cả. Bài mất rồi thì mình phải tính tuổi âm. Đấy là ngu quá. Cụ đã cho ăn lộc rồi mà còn không biết đường hưởng. Đấy. Cụ đã hy sinh cả một tuổi trẻ thanh xuân với cả một mức hy sinh vĩ đại như thế. Cho cả một cái tuổi. Để mà đánh. Thế mà lại còn đánh. Mà không đánh. Trả luận ra. Tiền thật mốt luôn hỏng. Thôi anh ạ. Thôi anh ạ. Cái lỗi này nó được tại em. Bởi vì em bảo cái tuổi bà cụ nó không rõ ràng. Thôi của đi thay người. Đúng rồi. Em bảo này. Hay là đang nhân tiện này. Gần đúng rồi, 72, 73 gần rồi, hôm nay anh phang tiếp cho em, kiểu gì cũng ăn. Ôi, từ cái hồi đánh đề giờ hơn chục năm rồi đấy, mà tôi chưa thấy một thằng nào ngu như cậu. Sao hôm qua nó vừa về 73,
Hôm nay đánh tiếp 73 cơ mà ăn cám à? Không, em có bảo anh đánh 73 đâu. Đánh cái gì? Anh tìm xem hôm nay có người nào chết ấy. Anh lấy tuổi của người ta, anh phang. Kiểu gì cũng ăn. Đúng rồi, đây này. Hôm nay tứ thân phụ mẫu ở cơ quan ta có ai chết không? Mày đẹp trời, bố thả đứa nào muốn chết cả. Không thằng nào chết thì mới đau chứ. Thôi 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 sếp ơi, sếp ơi. Bây giờ chúng em làm rất là thông cảm với cái hoàn cảnh của sếp. Bây giờ chúng em bây giờ tập trung ở đây để cho sếp gỡ. Gỡ nhá. Gỡ đi. Vâng vâng. Chia đi. Bây giờ là phải đánh to lên. Vâng đúng không? Gấp thép lên, gấp thép lên. Gấp thép lên. Gấp thép lên. Chơi chơi cái này. Chia đi, chia đi, chia đi. Chia. Dạ. Nhưng mà không được, không được. Sao ạ? Đánh đây nghĩa lộ thì chết. Sao đánh nghĩa lộ ạ? Các cô cậu đánh tớ bắt được, tớ còn tham gia. Chứ bây giờ mà tớ đánh mà giám đốc bắt được thì toi. Các cô cần phải đánh đâu. Ui, bất biến lắm sếp ạ. Lúc thì đánh ở nhà lão Đạt, lúc thì đánh nhà lão Bính xong sang nhà lão Bình, xong lúc thì ở gara ô tô, lúc xong phòng bảo vệ, nói là cứ gặp chỗ nào đánh chỗ đấy. Hay. Những nơi mà lộ liễu nhất và cái nơi mà an toàn nhất. Rồi. Bây giờ đúng. Tất cả anh em theo tôi xuống gara ô tô. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi với sếp là hoàn toàn yên tâm, không ngại đâu. Hai chết nhở. Hít một luôn. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Làm một mỏ 10.000 khẩn trương. Cũng quy. Quy rồi. Câu đi. Ăn đi. Bốc à, bốc à. Ăn cho 50. Nốc đi. Mười cơ, chết mày mười cơ. Ôi trời ơi. Ăn cả mười cơ à? Trời ơi. Em xin. Ôi còn u. Đấy. Định sếp à? Mời chị nhé. Sếp này chưa? Em ngồi cạnh sếp đây. 60.000. Sếp này sếp, em ngồi cạnh sếp đây. Được không? Được không? Được không? Ông vừa ù thì nhường chân cho tôi đi. Không được, chờ tí. Nhường thế nào? Đang đỏ, đang đỏ. Em còn đang phải ngồi chờ đấy. Nhường là nhường nào? Đi ra chỗ khác chơi. Đi ra chỗ khác. Rồi nhường chân đi. À, nhưng mà đang giờ làm việc các cậu lại vào đây này. Ông này buồn cười nhỉ. Thế thì dễ thường các ông thì hết giờ làm việc rồi chắc. Đừng đỏ. Chờ tí đánh mới ván. Thôi thôi. 10 ván nữa thôi. 10 ván. Rồi thì cứ bình tĩnh nào. Xuống tiền, xuống tiền, xuống tiền. Tiền, tiền, tiền. Xuống tiền đây. Xem phải xếp tí em một tí nhá. Rồi tí anh cắt cho em. Alo. Ờ cái gì đấy? Anh ơi, em bị đau bụng. Hả? Cái gì đau bụng á? Vâng. Sao lại đau bụng? Làm sao em biết được? Ăn quy. Anh nói gì? À không. À, anh đang bảo là em bị đau bụng thì có phải là do em ăn bánh bích quy không? Em không ăn bánh bích quy bao giờ đâu. Hả? Già rồi. Cái gì? Anh về sớm đi đón con nhá. Ô xin. Ô hay, ô xin thì làm sao đón được con? À, không, 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 anh bảo là... anh... Làm sao mà đón được? Anh đang giờ cơ quan làm sao mà đi đón? Hả? Em đau lắm, đi sao được? Thôi, 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 em chịu khó đi đón một mình đi, nhá. Anh không đón được đâu. Thôi được rồi, em sẽ đón. Em làm anh bốc nhầm rồi đấy này. Em bốc nhầm cái gì? À, không, anh bảo là em làm anh bốc nhầm tài liệu rồi đấy này. Xong việc anh về ngay nhá. Nhớ đấy. Ờ, được rồi, rồi xong xong thì anh về ngay nhá. Thế thôi nhá. Qua. Thế nào? Có định chơi không? Có định tôi định... vào đây nào, để tôi vào định đây chơi nào. Hay là định về? Về là về thế nào? Chơi, buồn chú thích nhá, anh tiếp chú đến sáng. Ê, Gia Bảo. Gì đây anh ơi? Mày còn tiền không? Làm gì còn, hôm qua thanh toán tiền cầu phà, xăng xe phát sinh. Còn mấy trăm em đưa hết cho anh rồi gì? Cày quá nhỉ. Thấy bạc đang xôn, có mấy con bạc khát nước lắm. À, đúng rồi, cái này nhá. À, bây giờ mà đổi cái lớp mới thay này, lấy lại cái lớp cũ hôm nọ, liệu Vinh được bao nhiêu? Em nghĩ khoảng 300. Không được 350 à? Làm gì được, lốp xe lăn bánh rồi, khó bán lắm. Thôi được rồi, mày ra gọi nó vào đi. Đổi luôn, nhá. Nhất trí thì giúp em ra. Ngay liền. Nhìn hai bài hay đấy nhỉ? Đông vui quá nhỉ? Xe đi công tác đấy à? Tạc việc gì đâu? Cho xin chân. Này này này. Con phải xếp hàng chồng như đây thế đây này. Cứ cậy già trên ngang. Không trên ngang đâu. Thế này nhá. Sao? Đông người như thế này. Bỏ ta lả đi, chơi ba cây cho nó nhanh.
Ba cây á. Ừ đấy. Đánh ba cây đi. Tao làm em lắm. Ý kiến được. Ba cây luôn. Ok đây. Bây giờ nhá, về phòng làm việc, bật máy lạnh lên, đánh tiếp. Đúng rồi. Em tạm ứng tiền lương cho nó nhá. À tạm ứng. Đúng rồi. Anh cho xong xanh đi. Coi như là tí đi. Cho xong xả láng đi. Quá đi. Ông quá đi. Có tiền chơi, có tiền chơi đi. Ăn thì ăn dày. Còn bài đi theo. Này, ai còn điện thì gọi điện đi nhá. Alo em à? Ừ, đón con chưa? Ừ, anh chưa về được đâu nhá. Ừ, họp. Ừ. Này này, xong rồi, họp xong rồi là còn phải đi ra sân bay đón ông bạn ở Sài Gòn ra cơ. Ừ, thế nhá. Không có ăn cơm đâu. Ừ, thế nhá. Anh à, ừ, anh với cả con ăn cơm trước đi nhá, em còn phải họp. Úi dồi ôi, độ này á, cơ quan nhiều việc lắm. Alo! Ừ, đi công tác rồi em ạ. Quý vị và các bạn có thể thấy đấy ạ. Chỉ vì quá ham mê những ván sát phạt đỏ đen mà những việc tình nghĩa thiêng liêng như đám tang, đám hiếu họ sẵn sàng gạt qua một bên. Không những thế, họ lại còn lừa chồng, lừa vợ, dối con. Việc đau ốm của vợ con họ cứ thản nhiên coi như chuyện của thiên hạ. Và thật đáng tiếc rằng họ sẵn sàng nói dối cả đồng nghiệp, cả cấp trên của mình. Và những vị sếp thay vì việc cảnh báo nhắc nhở họ lại sẵn sàng vào hùa với họ, đồng tình với họ, thậm chí còn vẽ đường cho hiêu chạy. Quả thật là một chuyện rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem rằng những ông sếp và những nhân viên của mình sẽ tiếp tục cuộc chơi này như thế nào. Trưởng phòng tổng hợp đấy. Vâng. Làm việc gì đấy? Hả? Ra đấy. Cửa mở toang rồi. Thế à? Vâng. Cảm ơn các anh. Vâng. Để tôi kiểm tra ngay. Vâng. Cho người kiểm tra ngay. Vâng. Cảm ơn anh. Đây. Làm sao ăn được ba cây mà. Này. Tôi gọi cậu nghe không hả? Mấy anh dân phòng ở phố anh đang báo kìa. Là cửa công ty mở toang rồi, không thấy bảo vệ gì cả. Cậu ra kiểm tra xem có mất gì không? Vâng. Này này, tôi chết rồi, 8 rưỡi rồi. Đây. Gì, từ từ, con chốt hạ phải nghĩ. Dậy. Khẩn trương. Đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng uống cà phê. Rồi về đây, đánh tiếp. Tớ gỡ cái chuyện hôm qua nhá. Khẩn trương. Ủa, 8 rưỡi rồi cả. Tí ăn xong là về thẳng trong đội xe. Chờ tớ ở chỗ gara ô tô nhá. Đánh đây nghĩa lộ thì chết. Ôi chết làm sao được anh. Nếu mà chết thì đến 1/10 công chức đều chết hết. Em nói cho anh nghe nhá. Bây giờ nhá, cái phong trào cờ bạc tá lả ở các cơ quan xí nghiệp nhá tràn lan. Em đi mấy nơi rồi em biết mà, không lo đâu. Nhưng mà họ đánh là họ đánh kín, chứ không lộ nữa. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bao nhiêu những ông là phó giám đốc rồi phó tổng giám đốc rồi. Đấy, vì đánh bạc bây giờ công an họ truy nã về tận nhà ấy. Đã có giấy bắt lo sốt vó này. Thôi. Ừ, thật đấy. Thôi. Đêm anh em mình ngồi đây được. Đêm thì ngồi được. Ban ngày là tuyệt đối không nhá. Thế anh ăn gì ông em mua về cho. Tí mua luôn cho tớ nắm xôi nhá. Ôi, dạ em chào anh Trương ạ. Dạ, anh ơi, anh làm ơn cho em gặp chồng em một tí ạ. Cậu bận lắm. Cho em gặp một tí thôi mà. Mà mấy hôm nay em chả biết làm ăn như thế nào mà chả đi về nhà gì ôi cả. Ôi giời ơi, công ty tớ là đang kế hoạch cuối năm. Thế ạ? Quý 3. Thế ạ? Ôi giời ơi, vất vả lắm. Công ty là cả công ty là lao vào thực hiện mấy phương án. Vâng. Bây giờ là công ty là loạn hết cả lên, lung tung phỏm. Sao cái gì ạ? À, tức là chốt hạ là thế này nhá. Vâng. Bây giờ cô cứ về đi. Có vấn đề gì thiếu chân thì tôi gọi. Nó là đền oan ngay. Rồi cái gì anh ơi, sao anh nói cái đền cái gì ạ? Đền chứ cần gì nữa. Ăn 2 cây rồi. Vâng. Mà vẫn còn cố tình ăn thêm ấy. Thế là phỏm nó sáng choang cả một dọc như thế mà không để ý là đền thôi. À, tôi nói là thôi vấn em đề về cũng được nhưng mà anh ơi, em cho em gửi cho nhà em thêm ít tiền nhé. Mấy ngày nay chắc là ăn uống chẳng ra sao, gầy lắm đấy nhỉ anh nhỉ. Tốt.
đang rất đen. Anh đưa chồng em đi vào tận trong Tây Nguyên công tác cái sao mà đen ạ? Không. Thế ý tớ nói là cậu ấy độ này là đen. Hôm vừa rồi vừa mới thống kê lại số liệu, dạ, nhầm mất mấy dãy số. Thế bây giờ đang phải tổng hợp lại. Thế chứ mà bản thân lắm. Bày đây cả thế mà vẫn mó. Anh ấy sao lại mó mà? Ý tớ nói là cậu ấy đen, vâng, mà lại làm việc vất vả quá, ăn uống thất thường, thiếu vitamin C, đang cẩn thận lay, không cẩn thận là móm. Giời, khổ thế đấy, nhà em gần lấy tuổi đầu mà chưa chi cái răng nào cũng lung lay đấy, hết đi. Em đã bảo là phải cẩn thận mà không vài năm nữa là móm ngay. Ừ. Thế nhưng mà ai ngờ anh ấy móm nhanh đến thế đấy. Còn anh ấy, vừa thì cho em gửi thêm một ít tiền cho chồng em. Anh cố khuyên chồng em cố ăn cháo ăn phở gì nhá. Răng không có, cơm nuốt không sao được. Rồi. Em về nhá. Ừ, cứ về đi nhá. Dạ, vâng, dạ. Có vấn đề gì thiếu Trần tớ gọi dạ, nhá. Vâng, em về nhá. Báo cáo anh là mất thật ạ. Sao? Tình hình như sao? Dạ, mất thật. Có mất nhiều không? Dạ, mất to lắm ạ. Chết, mất cái gì? Dạ, báo cáo anh là tay em hôm qua rõ ràng khóa cổng rồi. Ừ. Thế mà trộm nó lại đá mất cả hai cánh cổng. Cộng với cả cái biển số xe của em. Mà cái biển số xe của em tịt lời phà thế mà nó vẫn đá. Nhưng mà còn mất cái gì nữa không? Dạ, chỉ có hai thứ đấy thôi. Thế hả? Vâng. Thế đã báo công an phường chưa? Em báo các anh rồi. Các anh bảo là may đấy, là cái thằng trộm này là cái thằng liều tiều. Nó khênh cái cánh cổng ra để định bán sắt vụn, nhưng mà nặng quá nó vứt ở đầu phố. À. Còn cái biển số xe của em nhẹ thì nó đá mất. Ôi, cậu đen thế chứ. Đen lắm. Hôm qua thua bét nhè chảy ô đen như thế. Vâng. Mà hôm nay lại bay với cái biển số chắc là cũng cỡ 700-800 mới đủ tiền chuộc đấy nhỉ. Này, tớ bảo này. Dạ. Tốt nhất là cậu đi làm trận thịt chó đi. Ôi trời ơi, ăn rồi. Ngày nào chả ăn. Chó Phốc, chó Lài, chó Phú Quốc, chó Ngao ăn hết rồi. Chiều hôm qua trước khi vào đây họp còn đá cái đùi chó Nhật hấp. Thế mà vẫn đi. Tớ nhớ rồi. Chào các ạ. Cụ bảo là đen bạc đỏ tình. Vâng. Bây giờ cậu xem có cô bé nào mà gần cơ quan mình ấy. Vâng. Hay cậu cưa vắt đổ luôn. Chưa hay. Câu đấy của anh chưa hay bằng cái câu là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. À. Câu đấy mới là hay. Chi lý đấy. Anh ạ. À. Đầu giờ thế nào dưới xưởng cũng có một hội. À. Mà em cảm thấy em là bắt đầu hơi hơi Thái Lai rồi. Anh cho em vay 2 lít em xuống em Thái Lai. Ớ vẩn. Tớ hôm qua bĩ cực suốt mà bây giờ chưa biết nó có Thái Lai hay không. Thôi hôm qua anh Trần em hết cả tiền rồi. Sáng ra không có vay mượn thì đen lắm. Thì thôi thế bây giờ hồi mấy xịt ăn sáng vậy. Bây giờ tớ giải quyết cuối cùng nhá. Vâng. Còn chốt hạ nhá. Vâng. Đây. 10.000. Cà phê nữa. Cà phê tất trong đấy nhỉ. Anh cái gì mà. À đây. Nhớ gọi mấy thằng ở ngoài cổng xuống thẳng xưởng nhá. Vâng. Anh ơi, cháo của anh ạ. À. Không hút được. Thế nào? Tình hình như nào rồi? Tổ trưởng bảo vệ đâu rồi? Ôi giời, thằng hết sạch tiền rồi. Anh vừa tống đi rồi. Thế là con ba này đánh cái gì hả? Ôi giời, ba thì đánh ba. Ơi. Ai đánh ba này? Hôm qua cậu vừa thắng nhá. Thôi ngồi xuống. Không. Để tôi gỡ tí cho ông vớ vẩn. Ai lại đánh ba? Hay là không. Gọi hay gọi bà Liên, bà Hương? Không, mấy con mụ nó lằng nhằng lắm. Ông ngồi xuống bây giờ đánh ba. Tí nữa tôi sẽ điều thêm một chân nữa cho ông được chưa? Thôi anh ơi. Hả? Bây giờ nếu mà điều được thêm đủ 4 chân thì đánh không thôi anh ạ. Rồi, ngồi xuống. Đâu có đó nhé. Alo. Anh Hách ạ. À, vâng. À, em Trương ạ. Anh ơi. Dưới phòng em đang thiếu một chân. Anh xuống ngay nhá. Vâng. Còn em đợi à? Vâng. Anh xuống ngay nhá. Vâng, chào anh. Úi dồi. Anh ơi. Sao lại gọi ông Hách làm gì? Chứ có cái gì? Ông ấy ghê lắm, xuống đây chết à? Cậu. Quá là non nớt. Ông Hách ý là cái típ người đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy. Thế đi với anh em mình thì mặc áo gì? Áo cờ bạc. Ông đấy mà cờ bạc á? Ừ, này, tôi nói với cậu biết nhá. Nếu mà riêng về cờ bạc mà, anh em mình gọi ông là sư tổ. Thế cơ hả? Ừ. Sao anh em ông đánh đâu kín đấy nhở? Ông ông đánh cái gì vậy anh? Ông chuyên cá độ xuyên quốc gia thôi. Cá độ bóng đá à? Thì bình thường có gì đâu. Này này, cá độ bóng đá nhá, V-League với cả Champions League với cả giải ngoại hạng Anh bây giờ nó xưa như trái đất rồi. Ông đấy nhá, ông ấy cá tất, bóng bàn này, cầu lông này, bóng chuyền này, bóng rổ này, rồi là kể cả bóng chày này.
À, nếu hôm nào mà không có nhá, chơi luôn ở điền kinh, thể thao, bơi lội, vật. Thế rồi ạ. Có thế những thì... hôm nhá, những ngày mà lễ ngày Tết ấy, tất cả cái môn nghỉ nhá. Vâng. Ông còn chơi một cái môn này, đố cậu biết là cái môn gì? Môn gì ạ? Đoán thời tiết Hà Nội ngày hôm sau. Xem là bao nhiêu độ và là chẵn hay lẻ. Em siêu. Ôi. Cái đấy mà ông cá được á. Ê. Thế thì có mà tiền tấn à? Mỗi lần xuống thì 5 đến 10 triệu. Tranh thủ để luộc con cóc cụ này. Con Nam Mô A Di Đà. Con xin quỳ dưới chân ngài, con chỉ xin được u vài ván thôi. Đời con đã mất nhiều rồi, con chỉ nói thế thôi ngài à. A Di Đà Phật. Nam Mô. Con tấu lại ngài, dạ con tấu lại. Dạ con bẩm ngài, dạ con dại thì ngài quay đi và con xin con ngon thì ngài quay lại, dạ ngài ngoảnh đi ngoảnh lại cho ngài sái đầu. Dạ bẩm ngài, dạ dạ xin ngài phù hộ cho con ù trên tay 100 ván, con xin cắt hồ cho ngài 10%. Dạ kiểu gì. Thôi, mỗi ông lại một lần như thế thì đến Tết thì mới đến lượt tôi à. Thế thế. Lễ một phát tổng hợp luôn tất cả phòng. Vâng. Lạy thánh mơ bài. Xin ngài phù hộ cho toàn thể phòng chúng con. Chơi cờ được bạc, chơi bạc được thua. Thắng thua, thắng bố xua, không thua không được. Anh ơi, sao lại không thua không được thì đánh làm cái gì ạ? Đánh thì phải có người thắng người thua chứ ạ. Anh Trương anh khấn đúng đấy. Đánh bạc thì có lúc thắng lúc thua, lúc thua lúc thắng. Đúng rồi. Ừ, mà cái người thua duy nhất là... Là ai? Nhà nước thua, mình thắng. Thấy chưa? Thế nào ạ? Ngày nào cậu cũng đến đây. Vâng. 8 giờ vàng ngọc cậu dành cho tá là, đúng không? Hàng tháng cậu vẫn lĩnh 2 lần lương. À. Thế có phải trả nhà nước thua không? À, rồi đây để anh lại cứ bóng gió thế, ra hiểu được. Ra chia bài chiến tiếp. Vâng. Chờ anh hắc đến phát là việc luôn. Thế đánh tạm 3 lại nhá. Đánh 3 luôn. Không tính tiền nhá anh nhá. Không, tính tiền thì đánh gấp thép lên. Nhưng mà đánh 3 khó tính lắm. Khó tính cũng phải gấp thép lên. Chưa. Tiếp tục. Alo, đây rồi. Cái gì? Cháo sao? Anh à. Sao đấy? Giờ về nhà đây. Ôi đang bận lắm, cơ quan đang nhiều việc, còn sao về được? Nhiều việc đến thế cơ à? Khổ quá nhỉ, đang họp đây này. Kính thưa các đồng chí, những ý kiến của các đồng chí từ nãy đến giờ tôi xin phản đối, tôi có ý kiến khác. Đấy, thấy chưa? Tiếng Dũng đấy. Anh ơi. Khổ quá, đang họp cùng với anh Trương đây này. Làm cái gì mà cứ ồn ào thế không biết? Khổ quá thì đang họp mà lấy thì khổ. À, cậu Hùng nhá. Sao cậu cứ nói chuyện riêng giờ họp thế hả? Đấy, tiếng anh Trương đây này, nó nói chuyện anh Trương. Cậu đưa đây. Anh ơi, nói chuyện dài đấy. Vợ em. Đưa đây. Bật loa lên nghe luôn cả không khí đấy, cuộc họp đang sôi nổi nhá. Alo, anh Trương à? Alo. Dạ. Tôi Trương đây. Vâng. Cô Dung vợ cậu Hùng hả? Dạ vâng ạ. Cô có biết là đây là giờ gì không? Không. Tôi đang làm việc, cô hiểu không? Em chỉ muốn biết bao giờ chồng em về thôi mà. Muốn biết thì để lúc khác nhá. Trong giờ họp là không chết giải quyết. Chà mày đi. Ôi trời, anh ơi. Anh Trương ơi, họp cái gì mà như kiểu đang đánh nhau thế ạ? À không. Trong phòng họp rất nhiều muỗi. Rất thế nhiều là, muỗi hả? Thế là mọi người đánh muỗi. Vâng ạ. Tập trung đánh muỗi họp. Tập trung đánh muỗi họp hả anh? Chúng tôi đang tôi đang họp ở trên phòng với cả tổng giám đốc. Tổng giám đốc ạ. À? Sếp của anh đang đứng ở chỗ nào đấy ạ? À? Ở đây sếp đang đứng trước mặt tôi đây. Trước mặt á? Em này cứ tưởng đấy là tượng thần tài chứ ạ? Tài lộc gì? Có vớ vẩn. Đoán được phòng của tôi. Vớ vẩn. Em không phải là quay camera đâu mà em tưởng tượng ra đấy. Cô tưởng tượng cái gì? Em tưởng tượng ra là anh đang chơi bài cùng với chồng em. Chuồn hết rồi ạ. À. Này, cô Dung nhá. Cô Dung. Dạ. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô đừng có nói năng bậy bạ như thế nhá. Thế là vu khống cán bộ đấy. Công chức chúng tôi là không bao giờ đánh bạc trong giờ hành chính nhá. Không đánh bạc à? Như vậy thì em xin anh
anh quay lại đằng sau một lần thôi ạ. Quay thì quay, tôi sợ. Đi nào kia, quay cho bạn đi. Họp giặt dài từ ngày suốt ngày suốt đêm đấy đi. Họp đi, cãi được không? Hả? Bình tĩnh cái gì? Anh ơi, em xin lỗi. Lỗi là cái gì? Không, không phải suốt ngày suốt đêm. Mà hôm qua là tôi có điều cậu Hùng đi công tác ở Bắc Giang. Thế còn đêm hôm qua thì sao? Đêm hôm qua đi công tác qua đêm. Đúng rồi. Vừa mới về. Vừa mới về. Chúng ta tôi vừa mới chỉ đạo cậu là chờ giám đốc đến để họp tổng kết thi đua. Và chúng ta ngồi thư giãn một lúc. Thư giãn thôi rồi. Anh ơi, thái lai rồi. Thái lai cực kỳ luôn. Đêm qua nhá, anh Hùng trần em cả đêm. Em đi bằng sạch nhá. Sáng nay anh hồi cho em có 10.000 để em ăn sáng. Thằng bé có dám ăn đâu. Ra đầu phố gặp hội xóc đĩa, thả bùng hai phát làm 5 lít. Bây giờ chiến tiếp thôi. Chiến tiếp, chia bài. Cái gì? Thích chiến không? Hả? Bây giờ các bố còn cãi được tôi nữa không? Hả? Suốt ngày suốt đêm đi cờ bạc rồi còn nói dối vợ con hả, phải không? Thích cãi không? Cậu là bảo vệ cũng để cửa giả thế nào mà để cửa tôi vào thế này? Không, nhưng mà... Mỹ cả cơ quan lên. Cửa mất cắp đã khênh về đâu. Hả? Thế cả Mỹ cơ quan không? Ôi trời ơi! Đây! Thưa quý vị, thời gian vừa qua, dư luận đã rất bức xúc trong việc có khá nhiều cán bộ công chức tham gia vào việc bài bạc. Nhưng may mắn rằng các cơ quan chức năng đã vào cuộc một cách mạnh mẽ. Và cùng với sự giám sát phát hiện của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng trong một tương lai gần, tệ nạn này sẽ được diệt trừ một cách triệt để. Chương trình của chúng tôi hôm nay chỉ mong được góp một tiếng nói nhỏ trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn này. Chúng tôi mong rằng với những người ham mê bài bạc, trước khi tham gia một cuộc chơi, có thể lúc đầu họ cho rằng đây chỉ là trò giải trí. Nhưng hãy nghĩ rằng từ trò giải trí này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin tạm biệt và mong được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau của chúng tôi.